Sau trận thua trước hình dạng tang tang của Bill, Gentoku đã dần nhận ra sự thật, cũng như biết rằng mình chỉ là con rối trong tay của Evoth. Hắn ta không phải là Bloodstuck gì cả, mà là một thực thể ngoài hành tinh, muốn khôi phục hoàn toàn hình dạng của bản thân nên lợi dụng tất cả mọi người để chế tạo Rider System, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ngăn cản hắn có được chiếc Evoth Driver. Nhưng anh đã thất bại, hắn đã có được sức mạnh tối thượng trong tay và chuyển hóa thành Kamen Rider Evoth. Không phải chỉ thất bại trong hình dạng Rider mà mình luôn tự hào, Gentoku còn chứng kiến sự hy sinh của người cha của mình. Ông ấy đã sẵn sàng hy sinh cho dù anh có phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ, nhưng anh luôn là con của ông ấy. Và việc bảo vệ anh luôn là trách nhiệm mà người cha sẵn sàng để hy sinh cho con của mình. Chứng kiến tất cả mọi việc, sau một quá trình đầy đau khổ, anh đã thay đổi và sống vô cùng tích cực. Nó tích cực đến nỗi anh có hẳn một Hyper DVD nơi mà những sự tấu hài diễn ra. Kéo dài từ series 9 cho tới Hyper DVD, phong cách ăn mặc hết sức lố lăng của Gentoku. Anh ta mặc kết hợp rất nhiều văn hóa lại với nhau để tạo ra những hình dạng lố lăng nhất có thể. Và nó cũng làm cho Misora trong Hyper DVD hết sức chướng mắt. Cô quyết tâm phải thay đổi Gentoku cho bằng được để anh có được cách ăn mặc hợp thời nhất có thể. Hyper DVD là nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Sento lại chế ra một chiếc bottle đôi có hình dạng hai nửa hàm của một con cá sấu, dành tặng riêng cho Ro vì chiếc Strat Driver của anh lúc này đang bị hư hỏng. Nó chỉ được sử dụng với Build Driver, nhưng Build Driver từ đâu ra thì Sento lại không nói. Quá trình mua sắm cũng như thay đổi là điều quá sức so với Misora. Còn Build thì đang phải đối mặt với trận chiến cùng tên Evoth. Hắn đã dùng một chiêu trò gì đó khiến chiếc bottle duy nhất của anh hoàn toàn tan biến. Hình dạng Rabbit không phải đối thủ của hắn nên anh đã bị đánh bại. Sento đang trọng thương nặng, Misora nghĩ đây chính là lúc mình chuyển hóa thành Bill. Nhưng không, Gentoku đã chụp ngay lại chiếc hắc lưng Bill Driver và chuyển hóa cùng với chiếc bottle đôi. Và anh đã có được hình dạng thăng hoa của mình, Rambro. Nếu mình nói Rambro là giữ nguyên thiết kế của Ro thì có lẽ nhiều bạn sẽ đưa ra ý kiến trái chiều. Nhưng thực chất thì nó cũng có khác quái gì trừ việc có thêm những hoa văn giống như sự thăng hoa từ một chiếc cây nào đó khắp người anh. Hay chính xác nói đơn giản là nấy được vẽ thêm những họa tiết màu vàng trên cơ thể để tạo thành phơm mới. Tất nhiên vẫn có một số vùng thay đổi màu sắc và tấm áo tròn thậm chí còn gắn một cách hết sức hời hợt. Nó còn làm trò hề tới mức có khả năng tháo ra để làm vô hiệu hóa đòn tấn công của Evoth trong 9 movie này. Đoạn biến hình cũng hết sức ấn tượng với tinh hoa màu vàng chảy trong đó và tạo thành hình dạng của anh. Sức mạnh của Rambro thì áp đảo cả Evoth Fable. Anh chiến đấu cân tài cân sức với hắn và thậm chí vượt trội hơn hắn. Cho đến khi hắn ta sử dụng Steam Gun thì anh mới thực sự bị đánh bại. Trong lúc đang ngàn cân treo sợi tóc chuẩn bị hắn ta ra đòn kết liễu, anh đã được những nhân vật phụ trong bộ phim truyền cho nguồn động lực vô tận và đứng dậy một lần nữa, thực hiện một đòn kết liễu vô cùng đặc sắc khi nó giống hệt đòn kết liễu từ phim cơ bản. Anh lao tới Evoth ra một cú kẹp hàm từ đôi chân của mình để nghiền nát đòn Rider Kick từ Kamen Rider Evoth Phase 1. Mặc dù không thể hiện quá nhiều, nhưng anh cũng để lại ít nhiều ấn tượng khi đây là một phim có thể coi là hoàn hảo cũng như là bước tiến cuối cùng trong tính cách của Gentoku. Anh đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc trong quá khứ, phá vỡ hoàn toàn những mảnh vỡ từ chiếc bottle cũng như hình dạng Ro cơ bản. Nó giống như một cành cây, một bông hoa đang đâm chồi từ những vết nứt trong quá khứ của bản thân để trở nên ngày càng hoàn thiện. Phim này của anh còn được tái sử dụng Build New World, Kamen Rider Kree Perfect Kingdom